Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do. Thì ngày hôm nay như thường lệ, chúng ta sẽ cùng ngồi đây bàn luận đánh giá về thị trường cũng như đi qua về một số những cái mã cổ phiếu để anh chị có thêm góc nhìn để có thể đầu tư tốt hơn. Anh chị nào xem video có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh. Nếu anh chị chưa đăng ký, hiện tại thì kênh được khoảng là gần 10.000 subscribe thì tới tối ngày hôm nay, nhờ cái lượng subscribe từ phía anh chị thì kênh có thể đạt được một cột mốc trong cái quá trình mà đóng góp cũng như là các chuỗi video liên tục hàng ngày để giúp anh chị mình có thêm kiến thức. Thì một lần nữa em xin đại diện cho kênh cũng như là đại diện cho cái hệ thống nhà đầu tư tài chính tự do. Cảm ơn chị rất là nhiều vì trong thời gian qua anh chị luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ em. Và hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ càng phát triển hơn nữa và anh chị sẽ ngày càng đầu tư thành công hơn nữa, đúng với cái tiêu đề của kênh chúng ta là nhà đầu tư tài chính tự do. Một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá phân tích về thị trường. Có thể nói thì VN-Index ngày hôm nay đã có một phiên tăng điểm rất là tốt. Nếu anh chị nào xem các video trước của em thì nó luôn liền mạch với nhau bởi các cái chuỗi hệ thống về kịch bản mà chúng ta đưa ra và cũng như đánh giá về các cái sức mạnh của từng phiên. Để từ đó chúng ta đưa ra những cái dự đoán cũng như là cái đánh giá cho những phiên sắp tới. Thì tương tự phiên ngày hôm nay là một phiên tăng điểm tốt đến từ VN-Index khi mà tăng đâu đó khoảng 13 điểm hơn, với mức tăng là 1,16%. 1,16% thì thị trường đã đóng cửa mức là 1.175,68 điểm. Dòng tiền ở trong VN30 thì có sự lan tỏa khá là đều và hầu như ở tất cả những cái nhóm ngành luôn. Ngày hôm nay đều tăng điểm, từ cái dòng tiền từ cả Blue Chip, từ cả Mid Cap hay là Penny ngày hôm nay đều tăng khá là tốt. Trên toàn thị trường thì có 392 mã tăng, 44 mã trần, trong đó chỉ có 83 mã giảm thôi. Thì rõ ràng cái sắc xanh ngày hôm nay là áp đảo hoàn toàn. Ngày hôm nay thì hầu như các điểm đều đẹp, chỉ có một cái mà em không thích lắm cũng như là em cảm thấy là nó hơi thiếu một tí cho một cái phiên bùng nổ, đó chính là về thanh khoản. Tức là thanh khoản phiên dịch ngày hôm nay tương đối là thấp thì cũng khá là dễ hiểu thôi, vì thanh khoản ngày hôm nay giảm đâu đó khoảng là 2.000 tỷ so với phiên dịch ngày hôm trước. Thì giải thích đơn giản là bởi vì cái việc mà đa phần nhà đầu tư bây giờ hoặc là gì là đã bán ra ở trong giai đoạn vừa rồi để cầm tiền, hoặc là bây giờ như anh chị mà chúng ta muốn mua mới thì cũng rất là khó để lựa chọn điểm mua khi mà thị trường mở gáp, nên đó là một trong những cái khiến cho cái thanh khoản đoạn này nó trở nên dè chừng rất là nhiều. Đó cũng là một cái mà chúng ta cũng phải lưu ý. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh chị hình dung là cái thị trường mà đi lên được hay là giảm điểm chủ yếu là nhờ vào cái lực cung và lực cầu đến từ những cái phía, ví dụ như là đến từ nhà đầu tư cá nhân, đến từ các nhà đầu tư tổ chức, đến từ tự doanh chứng khoán, đến từ khối ngoại. Những cái dòng tiền như thế nó kết hợp với nhau, nó thúc đẩy với nhau. Thì khi mà lượng cầu nó lớn hơn lượng cung thì giá tăng, khi lượng cầu bằng cung thì giá đi ngang, hay thậm chí là khi cung lớn cầu thì giá giảm, ví dụ vậy. Thì nhờ vào những yếu tố cung cầu này thì nó thúc đẩy thị trường đi lên, và nếu mà lực cầu nó áp đảo hoàn toàn so với lực cung thì khi đó thị trường sẽ tăng một cách khá là bền vững, và nhìn chung thì trong cái quá trình mà lực cung hay lực cầu nó còn dè chừng, thì đó cũng là một trong những cái trạng thái mà cái nó rất là dễ bẻ gãy cái xu hướng, thì đó là cái điểm mà không đẹp trong phiên ngày hôm nay thôi. Còn nhìn chung về dòng tiền, về sự lan tỏa thì ngày hôm nay thị trường đã làm rất là tốt. Và trong video ngày hôm trước thì mình nói khá là kỹ về ba cây nến, này, và nếu anh chị nào hiểu rõ ba cây nến này thì hầu như phiên ngày hôm nay chúng ta không bất ngờ với cái nhịp tăng điểm này của thị trường, cũng như với việc thị trường mở gáp, lắp gáp trong phiên và đóng cửa gần như cao nhất ngày. Nếu anh chị đã theo dõi video của em có nói rất rõ. Đầu tiên mình nói lại một tí về ba cây nến này để anh chị nào chưa xem video hoặc là đã xem thì mình review lại một tí. Thì cây nến đầu tiên là cây nến vào ngày 24 tháng 3. Đây là cây nến thị trường mở một cái gap down, tức là nhảy gap mở xuống, giảm điểm và không lắp lại gap, tức là gì? Lực bán rất mạnh và bán quyết liệt. Khi đó hầu như lực cung đang áp đảo hoàn toàn so với lực cầu. Bởi vì trước đó là hai phiên giảm điểm rồi thì phiên ngày hôm thứ ba này hầu như là đa phần nhà đầu tư họ cũng kích hoạt cái lực bán của họ. Và phiên thứ hai là phiên ngày hôm 25 tháng 3 là cây nến spinning top, là một cây nến mà anh chị thấy là có hai cái đuôi nến. Chị Thông, đây chúng ta nhìn kỹ hơn. Có hai cái đuôi nến là đuôi nến trên và đuôi nến dưới. Thì cái nến này là cái nến đóng cửa ở giữa thân, cho thấy sự lưỡng lự giữa hai phe là cung và cầu. Bên cung thì cũng không dám bán xuống quyết liệt bởi vì sợ mất hàng. Bên cầu thì cũng không dám đẩy mạnh lên bởi vì sợ gì? Sợ rằng thị trường nó sẽ giảm điểm ở giai đoạn phía sau, sợ rằng những cái áp lực bán mạnh đến từ phía nhà đầu tư cá nhân. Nên nhìn chung là rõ ràng hai phe đều có sự lưỡng lự nhất định giữa quyết định của mình. Và cây nến ngày hôm 26 tháng 3 là cây nến cho thấy lực cầu đã hấp thụ rất tốt lực cung. Đặc biệt là những anh chị đã lưỡng lự ở cái phiên ngày 25 tháng 3 khi mà thị trường nó thủng xuống cái vùng 1.150 điểm mà ngày hôm trước ta nói ra, thì như thế nào? Thì lực bán được kích hoạt và đưa thị trường về vùng giá là 1.137,9 điểm. Và khi đó hầu như đa phần những anh chị nhà đầu tư nhỏ lẻ, đặc biệt là tâm lý yếu ớt đã bị loại bỏ khỏi thị trường. Và sau đó lực cầu đã hấp thụ hoàn toàn cái lực cung đó và kéo lên vào giai đoạn ở cuối phiên. Đó là một trong những trạng thái rất là tốt. Bởi vì anh chị hình dung khi mà nó hình thành một cây nến, đây là một cây nến gọi là doji, đây là cây nến Doji gọi là chuông chuông ấy, thì những cái nến này cho thấy cái lực cầu hấp thụ hoàn toàn cái lực cung và đóng cửa là gần như cao nhất ngày. Thì rõ ràng ba cái nến này anh chị thấy là có sự gì? Có sự tăng tiến. Tăng tiến ở đây là gì? Lực cầu bắt đầu tăng dần qua các phiên, lực cung bắt đầu giảm dần qua các phiên. Thì rõ ràng theo logic thì phiên ngày hôm nay phải là một phiên mở gáp ra và đóng cửa, tức là phải lắp gáp lại, mở gáp ra, lắp gáp lại và kéo lên đóng cửa cao những ngày. Và trong thực tế thì anh chị nào theo dõi đây. Đây là cái nhận định sáng ngày hôm nay của em. Sáng ngày hôm nay em có viết một cái bản tin sáng dành cho những chị khách hàng của mình. Thì rõ ràng thật ra khi mà chúng ta đưa ra những kịch bản là để khiến cho những anh chị khách hàng của mình trở nên an tâm hơn ở trong thị trường này, cũng như là gì, chúng ta có một góc nhìn tổng quát để tránh những cái việc mà chúng ta bị hành động một cách đột ngột. Như em nói rồi, cái mục tiêu mà em hướng đến là như anh chị mình bình tĩnh xử lý ở các tình huống. Vì khi mà anh chị bị rối, khi mà anh chị hưng phấn hay khi mà anh chị hoảng loạn thì cái quyết định mà anh chị đưa ra nó sẽ không có gì, nó sẽ không được tính, mà không mang tính chính xác và cũng như là không mang tính cân nhắc khách quan, nên khi đó sẽ dễ dàng ảnh hưởng tới tài khoản của mình. Nên nhìn chung thì trong bất kỳ những ngày hôm nào, mặc dù là thị trường có biến động hay không, thị trường nó như thế nào thì em cũng luôn đưa ra những đánh giá về thị trường là cái quan trọng nhất, là cái chính. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi lần lượt về các cái nhóm ngành hay là các cái mã cổ phiếu mà mình đã khuyến nghị ở đây. Đây là về dòng tiền. Thì em có nói về ba cái nến lần nữa. Đây em có nói với anh chị về ba cái nến này thì vừa phân tích xong rồi. Ở đây lực cung được kiểm soát dần bởi lực cầu tại vùng hỗ trợ. Và theo đúng logic thì phiên ngày hôm nay phải là một phiên xanh điểm để xác nhận lực cầu thắng thế so với lực cung. Vì đây và hiện tại thì VN-Index là nằm trong một cái vùng sideways. Nếu anh chị nào nói là thị trường tạo đáy hay tạo đỉnh thì rõ ràng em nói với anh chị là vẫn chưa. Thị trường chỉ tạo đỉnh khi nào mà nó gãy trend, hoặc là thị trường chỉ tạo đáy khi nào mà gì, nó đang trong một downtrend. Tạo đỉnh khi đang trong một uptrend dài. Nhưng mà rõ ràng nếu mà xét xong trong một xu hướng ngắn hạn, trung hạn thì rõ ràng thị trường đang trong một cái vùng sideways. Cái biên sideways của thị trường là vùng giá 1148 cho tới vùng giá là 1200 điểm. Và thị trường vẫn nằm trong cái vùng này. Nó chưa rời khỏi cái vùng này thì nó vẫn là trong một giai đoạn sideways. Và giai đoạn sideways em thường gọi là cái vùng tắc nghẽn. Vùng tắc nghẽn là vùng ở đây không rõ xu hướng, ở đây có sự diễn biến liên tục giằng co giữa cung và cầu. Khi mà gì, cung thì muốn thắng thế áp đảo lực cầu để hấp thụ cái bán xuống, thì khi đó gì lực cầu cũng cho thấy được cái sức mạnh của mình để hấp thụ lại cái lực cung, và nó giằng co với nhau liên tục trong cái vùng này. Nên chị mới thấy được vùng sideways là vùng tăng giảm đang xen với nhau, vùng tăng giảm đang xen với nhau, và khi đó những cái gap được mở ra thông thường đều sẽ bị lắp lại. Em thường gọi là gap sideways. Thì cái gap này mở ra cho thấy là gì? Ví dụ bây giờ đầu phiên sáng có một sự hưng phấn đến từ các nhà đầu tư cá nhân, họ đặt lệnh mua ATO, thì ATO là lệnh mua bất cứ giá nào khớp ở tại thời điểm đó, thì khi đó nó hình thành một cái mức giá mở cửa cho cổ phiếu hay là cho VN-Index đi. Thì khi đó khi mở cửa với giá cao thì nó mở cái gap, đúng không? Mở gap thì lúc đó lực cầu đã bắt đầu hưng phấn vào, nhưng mà trong vùng sideways thì chị hình dung là luôn tồn động lực cung. Luôn tồn động lực cung thì khi đó lực cung nó cũng sẽ bắt đầu thấy giá cao và nó thấy giá hời, nó sẽ bán xuống. Là bán xuống thì khi đó thường là cái gap được mở ra sẽ lắp lại. Thì ngược lại dành cho gap down cũng như thế. Nên chị hình dung là khả năng sắp tới thị trường nó sẽ tiến về, và khả năng ngày mai thị trường sẽ tiến về lắp cái gap quanh vùng giá là 1177 này. Đây cũng là cái vùng hỗ trợ, cái vùng mà hội tụ của MA10 và MA20 quanh 1178 và 1180, tức là một cái vùng từ 1177 tới 1180 là một cái vùng mà ngày mai thị trường nó sẽ chịu một gap lực cung. Đối diện với một cáp lực cung nhất định. Nhìn chung thì cây nến ngày hôm nay là một cây nến tương đối là tốt về logic và về cung cầu. Chỉ có điều em nói rồi, về thanh khoản thì vẫn chưa cho thấy sự quyết liệt của lực cầu. Và nếu mà lực cầu nó vẫn duy trì ở mức lưỡng lự như thế và nó không tham gia vào thị trường thì rất khó để thị trường đi lên được xa hơn nữa, rất khó. Và thậm chí là khi mà gặp một cáp lực cung nào đó mà nó mạnh một tí thôi, tầm trung bình thôi, thì cũng rất là dễ bẻ gãy, bẻ gãy tâm lý nhà đầu tư, bởi vì nhà đầu tư bây giờ tâm lý khá là yếu, đây chị thấy. Về sau em nói đây thì đây là sideways gap, tức là nên hầu như mở gap trong vùng này sẽ lặp lại một cách nhanh chóng. Nến đầu phiên sáng nay có thể mở gap thì anh chị hạn chế mua đội và quan sát thị trường, vì khả năng lắp gap trong phiên là cao. Khả năng lắp gap trong phiên và cao. Đây em nói nếu tích cực thì có thể là một cây lắp gap trong phiên và kéo ngược xanh trở lại, đóng cửa cao nhất ngày. Và khi đó xác nhận là cầu đang thắng thế và VN sẽ tạo đáy ngắn hạn và khả năng sẽ về test lại 1200 điểm. Nhưng thanh khoản phải có sự gia tăng cho thấy sự quyết liệt của lực cầu, nếu không sẽ có nhịp rơi test lại thứ hai. Đây một ví dụ, thì ví dụ này em lấy đơn giản là đến từ thị trường luôn. Đây chị thấy, đây là cái giai đoạn mà nó rơi, sau đó có một cây nến gọi là gì, cây nến Doji chuồn chuồn đấy, lực cầu hấp thụ lại hoàn toàn cái lực cung bán ra rất là tốt ở trong phiên ngày hôm đó, phục hồi lại ngày hôm sau mở gáp ra, lắp gáp lại, đóng cửa cao nhất ngày. Nhưng mà những cây nến ngày hôm sau chị thấy không, hai cây nến này nếu chị nào đánh giá nó tương tự cây nến này. Thứ nhất đây, cái nến này là cái nến lực cầu đã bắt đầu áp đảo. Lực cầu đã bắt đầu áp đảo thì do thấy là đóng cửa cao nhất ngày, mở gáp ra và lắp gáp luôn trong phiên với khối lượng ở mức tương đối. Cái nến ngày hôm sau là một cái nến spinning top cho thấy bắt đầu lực cầu lưỡng lự. Khi mà xuất hiện một cái lực cung thì bắt đầu lực cầu và lực cung bắt đầu cân bằng với nhau rồi. Đây, cầu đang lớn cung, cầu bằng cung, và bắt đầu từ cái nến ngày hôm 25 tháng 1 là cung bắt đầu đang bắt đầu thẳng thế so với cầu. Giá đóng cửa đang là gần như là thấp nhất ngày, một cây nến thân nến rất nhỏ, cho thấy là lực cầu hầu như nó không đẩy lên được, là một cây nến thiếu cầu. Chúng ta thường gọi là cây no demand bar đó, tức là cây nến thiếu cầu. Khi mà giá tăng lên thì khi đó gì ngày hôm sau nó rơi. Nên nhìn chung thì cái quá trình vận động phía sau này, cái lượng cung cầu tham gia thị trường cũng rất là quan trọng, và kỳ vọng của em chắc chắn rồi, em kỳ vọng là thị trường nó sẽ bắt đầu tìm cận về cái vùng 1.200 điểm để test lại cái vùng đó. Nhưng mà cái vùng này đối với em rủi ro là vẫn có, nên hiện tại đối với những anh chị khách hàng của em vẫn ưu tiên cho những anh chị nắm giữ tài khoản tiền mặt, tức là những lượng cổ phiếu, không phải là tiền mặt mà là lượng cổ phiếu bằng tiền thật, tức là không có margin. Ở giai đoạn vừa rồi khi mà thị trường nó quanh 1.170 thì em đã cho những anh chị mình hạ margin. Hạ margin xuống để làm gì? Bởi vì em thấy thị trường có rủi ro, và giai đoạn này chúng ta cũng cần quan sát thêm, bởi vì rõ ràng nếu mà có một cái gì đó đi lệch một tí, lệch với logic một tí thôi, thì giai đoạn này cái lượng bán ra chắc chắn là nhiều hơn so với cái lượng mua vào. Tức là cái rủi ro đây với cơ hội bây giờ thì rủi ro đang nhỉnh hơn cơ hội một tí, nên đó lý do vì sao mà giai đoạn này em chưa cho dùng margin. Và cũng như là khi mà chúng ta thấy thị trường đang trong một cái vùng sideways thế này nè, thì cái phán đoán chúng ta cũng như là cái đánh giá chúng ta về thị trường đó, nó cũng rất là dễ bị lệch đi, bởi vì rõ ràng nó gì, nó tăng giảm đang xen liên tục, nên chúng ta cần quan sát rõ ràng hơn nữa ở giai đoạn phía sau. Và nếu khi nào chúng ta thấy những cơ hội nào mà gì em cảm thấy là những cơ hội an toàn, những cái điểm vào an toàn và hấp dẫn so với những cái mã cổ phiếu khác ở trên thị trường, thì em sẽ khuyến nghị cho những anh chị khách hàng của mình. Đó là ưu tiên rồi. Nên nhìn chung thì anh chị phải quan sát thêm cho em phiên ngày mai, và nó cũng là một cái phiên mà nó sẽ test lại một cái vùng quanh MA10, MA20 cũng như là cái gap mà nó mở ra trước đó. Và cái phiên test này thì có chắc chắn là có áp lực cung rồi, nhất định là những cái áp lực cung bán trong phiên. Nhưng mà rõ ràng chúng ta cần theo dõi thêm nó có giống như cái này hay không. Nếu mà nó tạo những cái nến dạng thế này, hay những cái nến dạng thế này, hay là những cái nến này nè, chị thấy rất là giống nhau. Cái nến ngày 22 tháng 1, cái nến ngày hôm 22 tháng 2, anh chị thấy không? Những cái nến dạng thế này thì thường sau đó là nó sẽ xuất hiện một cái áp lực cung bán xuống, bởi vì cho thấy được là gì, lực cung bắt đầu đang chiếm thế, thắng thế so với lực cầu. Đó là cái lý do vì sao mà em nói với chị mình theo dõi sát những cái phiên giai đoạn phía sau này để mình hiểu rõ hơn về cái vận động thị trường. Còn về xu hướng thì vẫn là sideways thôi, về trend thì vẫn chưa gãy, và đối với em vẫn giữ quan điểm là thị trường nó sẽ không gãy trend, bởi vì đơn giản là nếu mà xét về cả chu kỳ kinh tế hay là xét về những cái yếu tố vĩ mô khác thì rất là khó để thị trường có thể gãy trend một cách đột ngột như vậy. Bởi vì như em nói là ở China A50, ở những cái quốc gia mà hiện tại nó có những cái động thái về việc siết là tín dụng, như là ở Trung Quốc, thì mặc dù là sau một giai đoạn rơi như thế nhưng mà nó vẫn không vi phạm quy tắc là gãy trend, tức là gì, cái nhịp điều chỉnh của nó vẫn ở mức cộng trừ 20%, tức là vẫn chỉ ở mức là giảm 20%, chưa tới 20%, tầm 17% thôi. Thì như em nói với anh chị rồi, đó là một cái quy tắc ở trong downtrend, trong uptrend thì một cái nhịp điều chỉnh không nên thủng quá 20% vì khi đó khả năng gãy trend rất là cao. Và đối với em thì ngày trước em cũng nói với anh chị khi mà em phân tích China 50, em nói là rủi ro hiện tại của thị trường Trung Quốc chỉ ở khoảng là 3% thôi, tức là đối với em nó chỉ giảm quá tối đa được thêm 3% nữa thôi, thì nó không thể giảm được nữa. Thì bởi vì nó nếu mà giảm nữa thì nó thành downtrend, mà nếu mà downtrend thì nó hơi vô lý, vì cái kỳ vọng ở giai đoạn này chủ yếu là kỳ vọng về sự phục hồi của nền kinh tế, kỳ vọng về những yếu tố khác. Khi mà dịch bệnh được kiểm soát và các cái doanh nghiệp họ hoạt động làm ăn tốt trở lại, thì khi đó cái thị trường chứng khoán chắc chắn nó cũng sẽ đi theo, đi song hành. Mình nhìn chung thì chúng ta phải linh hoạt, thì vẫn là sideways thì mình đánh theo sideways, khi nào mà uptrend thì đánh theo uptrend, downtrend thì đánh theo downtrend thôi. Và ngày hôm nay thì dòng tiền tập trung khá là nhiều ở các cái mã cổ phiếu mà bo cung, penny, nên chị với lưu ý một số những cổ phiếu mà em liệt kê ra ngày hôm nay có Hoàng Quân nè, HQC, Hood nè, có DLG, Đức Long, ROS, HAG, AMD, ART2, hầu như những cái họ cổ phiếu nhà Anh Quyết hay là những cái mã cổ phiếu penny, bo cung đều có cái mức tăng điểm rất là tốt ngày hôm nay, tức là vì cái khối lượng của VN ngày hôm nay hoàn toàn có thể thấp hơn so với những phiên trước rất là nhiều, bởi vì đơn giản là nó bị nhiễu bởi các cái mã cổ phiếu penny ở trên thị trường. Khi mà dòng tiền tham gia vào các cổ phiếu này ngày hôm nay đều có những bước phá rất là tốt. Chị thấy là HQC là ngày hôm nay tăng trần, có Hood nè. Chúng ta nhìn vì sao nó là cổ phiếu bo cung, bởi vì cái bước giá của nó chị đâu, cái biến động giá của nó hầu như không tuân theo những quy luật cung cầu, và thông thường nó có những cái nhịp điều chỉnh gọi là gì, những cái nhịp tăng trần liên tục hay là những nhịp giảm sàn liên tục, thì đối với những cổ phiếu này thì mình hạn chế tham gia, bởi vì khi mà cung cầu nó không tuân theo quy luật thị trường hoặc là khi mà giá cổ phiếu nó bị thao túng quá nhiều thì anh chị tham gia thì cái độ rủi ro của chị rất là cao. Đơn giản thôi, bây giờ anh chị hình dung cho em là những cái đội lái khi mà họ tham gia các cổ phiếu này thì mục đích của họ là gì? Mục đích của họ có phải là tìm kiếm lợi nhuận không? Thì họ muốn tìm kiếm lợi nhuận từ đâu, từ ai? Chính là từ những nhà đầu tư cá nhân tham gia vào. Vậy tức là rõ ràng từ ban đầu chúng ta đã biết được mục đích của họ khi mà họ lái một cổ phiếu, khi mà họ đẩy giá một cổ phiếu là kiếm tiền trên túi nhà đầu tư, thì cái phần thắng thì hầu như chắc chắn 80-90% là thuộc về đội lái rồi, bởi vì họ nắm một cái lượng hàng cơ sở rất lớn và họ cũng có một cái lượng tiền rất lớn, và chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân, khi mà chúng ta đối đầu với họ thì là hầu như là cái phần thắng là không có, là không có. Nên do đó anh chị hình dung là ví dụ là tỷ lệ thắng họ tầm là 80% đi, thì tỷ lệ thắng của nhà đầu tư đó chỉ khoảng là 20%. Vì trong một lượng lớn nhà đầu tư thì vẫn có những người kiếm được tiền, chắc chắn rồi. Vậy tỷ lệ thắng là vẫn có những người tìm kiếm được lợi nhuận ở trên thị trường này bằng những cổ phiếu bao cung, hay là may mắn gì đó, hay là vì kỹ thuật gì đó, tức là vì tin tức gì đó, nhưng mà nhìn chung vẫn có người kiếm được tiền, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà cái tiền mà đội lái nó lời, tiền mà những cái đội lái cổ phiếu đó kiếm được trên túi nhà đầu tư thì sẽ đến từ những anh chị nhà đầu tư bị lỗ, tức là vẫn có nhiều người lỗ ở với những cái mảng cổ phiếu đó. Nên khi mà anh chị tham gia những cổ phiếu này thì hầu như nó mang tính chất đầu cơ rất là cao và rủi ro sẽ rất là cao. Tất nhiên high risk high return, rủi ro cao thì lợi nhuận cao, nên khi mà anh chị tham gia rất là phải cân nhắc, và cái tỷ trọng của mình nó phải duy trì. Ví dụ bây giờ nếu anh chị có cảm giác mạnh thì anh chị có thể chia tài khoản mình ra, có thể là tầm 20% anh chị đánh như cổ phiếu này, vẫn là một cái trải nghiệm, hay là 10% gì đó. Thì đó tùy vào khẩu vị rủi ro của anh chị và tùy vào cái cách đánh của anh chị nữa, lướt sóng ngắn hạn hay là cầm trung hạn dài hạn thì nó tùy vào những anh chị đầu tư. Nhưng mà rõ ràng khi mà tham gia những cổ phiếu này phải hết sức là cân nhắc và cẩn trọng. Đó là một số những cái chia sẻ của em. Thì với cái việc dòng tiền vẫn tập trung vào các cái mã cổ phiếu penny, cũng như là ngày hôm nay thì đa phần là lan tỏa rồi. Ngày hôm nay nếu anh chị nhìn các cái chỉ số thì VN30 ngày hôm nay tăng 1,1%, VN Mid Cap Index thì ngày hôm nay tăng 1,67%, và ngày hôm nay chỉ số là VN Small Cap Index là tăng mạnh nhất là 2,34%. Đó là nhìn chung dòng tiền nó lan tỏa đều vượt giữa các cái nhóm ngành. Nhưng mà rõ ràng thì mình phải cân nhắc và cũng phải theo dõi rất là sát ở đây. Tiếp theo là về cái dòng tiền thì mình nói rồi, về thanh khoản và khối ngoại thì ngày hôm nay khối ngoại họ bán ròng thì đã giảm khá là nhiều so với giai đoạn trước. Ngày hôm nay bán ròng chỉ khoảng là 182 tỷ thôi, 182 tỷ. Một số những cổ phiếu chủ yếu họ tập trung họ mua ròng trong phiên ngày hôm nay là VID, là GES, là MB Bank. Thì MB Bank ngày hôm nay có một cái sức bật giá tương đối là tốt so với những cái phiên trước đó, cũng như là so với các cái mã cổ phiếu ở trong nhóm ngân hàng. Bên cạnh đó thì chiều bán ròng thì họ bán một số những cổ phiếu như là KDH, Vietcombank, Hòa Phát hay là Vinamilk. Đây là những mã cổ phiếu mà vốn hóa tương đối lớn và nằm trong rổ VN30. Nằm trong rổ VN30 thì cái dòng tiền khối ngoại thì họ cũng đã rút ra liên tục rồi, tuần này là tuần thứ 5. Nếu mà cái đà bán ròng họ vẫn chưa dừng lại thì đó là khó để thị trường đi xa hơn. Nhưng mà có một câu hỏi đặt ra là nhìn chung là chúng ta đặt ra một câu hỏi là vì sao khối ngoại bán ròng nhiều như vậy mà thị trường hiện tại vẫn chưa giảm quá sâu, hay là vẫn có một cái lực cầu mua đối ứng lại. Thì đó là một trong những cái điểm tích cực, tức là gì, rõ ràng cái lượng tiền bán ra, cái lượng hàng bán ra vẫn được hấp thụ trở lại bởi các nhà đầu tư cá nhân, hoặc là bởi vì tự doanh trong nước hay là các nhà đầu tư tổ chức trong nước. Nên đó là một trong những cái mà em cảm thấy khá là tích cực. Nhưng mà rõ ràng chúng ta vẫn cần cái dòng tiền đó, bởi vì mục tiêu chính của chính phủ ở trong năm 2021 chính là gì, là chúng ta muốn nâng hạng thị trường. Để làm gì, để thu hút nhiều hơn những cái vốn đầu tư FDI từ nước ngoài. Mà một trong những cái mà lý do vì sao mà chúng ta hiện tại chưa nâng hạng thị trường được á, thứ nhất là đến từ thanh khoản, chúng ta chưa đáp ứng được cái hệ thống thanh khoản bù trừ. Và cái thứ hai nữa là về cái vấn đề là thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, về khối ngoại đó vẫn chưa thu hút, chưa đủ. Nên đó là một trong những cái mục tiêu của thị trường ở trong giai đoạn tới. Nên chính phủ cũng sẽ có những cái gì, những cái động thái phù hợp, thích hợp để thúc đẩy thị trường phát triển lâu hơn nữa, mạnh hơn nữa. Đó là một số những cái chúng ta theo dõi thêm ở giai đoạn phía sau này xem cái vận động dòng tiền như thế nào. Hiện tại thì cấu trúc dòng tiền nó vẫn chưa thay đổi, vẫn là lượng bán chính là đến từ phía là khối ngoại, và lượng mua ròng chính đến từ phía các nhà đầu tư cá nhân. Về chỉ số nước ngoài, một số những cái chỉ số chứng khoán thế giới thì có thể nói thì cái chỉ số này nó ảnh hưởng tương đối là nhiều, không phải là về trực tiếp là Mỹ giảm thì Việt Nam sẽ giảm, mà ảnh hưởng đây là ảnh hưởng về tâm lý. Ảnh hưởng về những cái như là cái phiên ITO hay là phiên ITC. Bởi vì bản chất như anh chị là đánh phái sinh thì thường sẽ nhìn vào Dow Jones rất là nhiều. Đó là một cái chỉ số tham khảo, một cái chỉ số như là để cơ sở vậy đó. Ví dụ như ngày hôm đó buổi chiều anh chị thấy là phái sinh nó giảm điểm, thì thường là đến từ cái việc là Dow Jones nó giảm mạnh hay gì đó. Thì đó là một trong những cái sự tương quan, nó vẫn có tương quan nha chị ha. Bởi vì anh chị hình dung là khi mà các cái nhà đầu tư nước ngoài họ tham gia ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì trong đó một cái lượng lớn nhà đầu tư họ cũng sẽ đến từ các cái quốc gia khác nhau, và họ cũng sẽ đầu tư ở nhiều kênh khác nhau. Nên nhìn chung khi mà họ đầu tư thì họ cũng sẽ tham khảo rất là nhiều kênh, từ Mỹ có, từ châu Âu có, từ châu Á có, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Thì họ đều tham khảo. Thì khi mà họ thấy cái nền chứng khoán trên thế giới nó xấu thì họ cũng sẽ e ngại, và bởi vì họ dòng tiền của họ mà họ đầu tư ở thị trường Việt Nam, ở cái phái sinh, thì khi mà họ đầu tư như thế thì họ cũng rất là e ngại rủi ro gì đó. Đó lý do vì sao mà anh chị thấy là hầu như tầm buổi chiều buổi chiều khi mà Dow Jones nó xấu thì phái sinh thường sẽ có một cái lượng short nhất định, để chờ và họ kỳ vọng là có một cái gap giảm, một cái gap down vào đầu phiên sáng ngày hôm sau. Nếu mà tối ngày hôm đó Dow Jones diễn biến xấu thì hiện tại Dow Jones đang giảm đâu đó khoảng 160 điểm, thì đối với em cái mức giảm này nó không phải là quá lớn đâu. Nếu anh chị nào có đánh Dow Jones hay là có đầu tư ở phía bên Mỹ, bên chỉ số hợp đồng tương lai của Dow Jones thì anh chị biết là cái biến động của cái hợp đồng này rất là lớn, thực sự rất là lớn, và thậm chí là nó biến động nhanh và mạnh, nên cái lượng nhà đầu tư tham gia thì hoàn toàn có thể là có được cái lợi nhuận rất là cao, hay thậm chí là có thể trái tài khoản rất là nhanh, biến động khá là lớn. Và nếu mà chúng ta để ý thì nhìn chung thì trong những cái giai đoạn trước đó thì em thấy là những cái nhịp mà giảm tầm 100-200 điểm thì hoàn toàn có thể là bị lấy lại, hoàn toàn có thể đảo chiều rất là nhanh. Nên thì kỳ vọng tối ngày hôm nay chúng ta quan sát thêm Dow Jones để biết xem cái động thái như thế nào. Sáng ngày hôm nay thì có một số thông tin liên quan tới việc là một cái định chế tài chính, một cái tổ chức họ bị call margin, họ bị bán, tức là nó cũng ảnh hưởng tới một số các ngân hàng liên lụy. Bởi vì anh chị hình dung cái hệ thống tài chính của mình nó khá là thống nhất với nhau, thì thường các cái doanh nghiệp hay là các cái tổ chức mà về tài chính thì họ thường sẽ có connect với nhau, họ có liên kết với nhau, nên một cái người bị ảnh hưởng, một doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn hệ thống. Họ ít hoặc nhiều thôi nhưng mà vẫn có ảnh hưởng, nên đó lý do vì sao mà một số những cái thông tin nó ra nó cũng ảnh hưởng tới cái chỉ số VN-Index, cái chỉ số Dow Jones hay là Nasdaq hay là S&P 500 ở bên chứng khoán Mỹ ha. Về phía chứng khoán châu Á thì ngày hôm nay Nikky thì đang có điều chỉnh giảm hơn 200 điểm từ sáng ngày hôm nay rồi. Nikky đã giảm từ sáng nay tới giờ, cái mức giảm nó cũng đã giảm, tức là nó cũng đã hạ, nó cũng đã được cải thiện khá là nhiều so với buổi sáng rồi. Hang Seng ở Trung Quốc thì ngày hôm nay China A50 đã tăng trở lại 100 điểm. Rồi Cosby thì đang lanh quanh tham chiếu thôi, nhìn chung thì nó cũng không quá xấu. Nên cái việc mà tối ngày hôm nay mình đã cho nó duy trì, nó đảo chiều, đảo thành sắc xanh thì khi đó nó cũng là một trong những cái trạng thái rất là tốt. Vì nếu mà Dow Jones chuyển sang tích cực thì khả năng ngày mai cũng là một trong những cái động thái, cũng là một trong những cái yếu tố để thúc đẩy lực cầu, thúc đẩy lực cầu nó thu hút vào từ đầu phiên luôn, để có thể là lắp gáp lại, sau đó mở gáp, tức là gì, có thể là mở gáp ra đầu phiên, mở gáp ra để làm gì, để lắp lại cái gáp ngày hôm trước nó mở. Ngày mai nếu mà mở gáp ra chạm về tầm 1.180, sau đó lắp gáp lại trong phiên thì cũng khá là ổn thôi. Tức là gì, nó cho thấy được một cái lực cung nó được hấp thụ bởi cái lực cầu, sau đó gì nó được kéo lên người trở lại thì nó sẽ tốt. Nhìn chung thì cái phiên ngày mai là một cái phiên mà về cái tâm lý chung của nhà đầu tư cũng sẽ rất là e ngại. Họ e ngại bởi vì thị trường nó khá là tiệm cận những cái vùng kháng cự ngắn, cũng như là cái bước giá của nó nhảy quá nhanh và cái khối lượng cũng không cao, thì đa phần những cái nhà đầu tư thì ngày hôm nay chắc chắn là cũng được nghe khá là nhiều câu chuyện về việc là thanh khoản thấp hồi phục thì nó sẽ không quyết liệt. Nhưng mà cũng có một câu chuyện khá là hay mà em biết được, cũng như là chúng ta để ý kinh nghiệm của mình, thì thị trường nó sẽ đi lên trong nghi ngờ, đi lên trong nghi ngờ. Nên khi mà anh chị tham gia giai đoạn này thì cái việc mà thứ nhất là việc cơ cấu danh mục và lựa chọn các cái mã cổ phiếu khá là quan trọng. Không phải lúc nào chúng ta cũng mua bán liên tục ở giai đoạn này, bởi vì nó là giai đoạn sideways, và sideways thì thường là dòng tiền nó sẽ mang tính đầu cơ rất là cao. Nếu mà anh chị đánh lướt sóng thì như em nói trong các video trước rồi, cái hậu quả thường là rất là lớn. Có thể là lỗ không nhiều nhưng mà nó sẽ khiến cho chúng ta bị bào phí, cũng như là về tâm lý anh chị sẽ thấy rất là hoang mang, bởi vì hầu như cứ mua là lỗ, cứ mua là lỗ những cái giai đoạn này nếu mà chúng ta đánh không hợp lý, cũng như là cái chiến thuật chúng ta và thiếu kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn. Đối với em thì trong bất kỳ tình huống nào, uptrend hay downtrend đều là cơ hội, nhưng mà quan trọng là mình tận dụng thế nào, rồi mình xào nấu như thế nào thôi. Downtrend thì nếu chúng ta đã có những cái mức thoát ra hay là những cái mức hạ tỷ trọng phù hợp rồi, thì ở những cái vùng giá thấp hơn chúng ta hoàn toàn có thể kiếm những cái mã cổ phiếu mà nó có nền tảng cơ bản tốt. Đặc biệt giai đoạn sắp tới là giai đoạn báo cáo tài chính quý 1, thì khi đó sẽ có rất là nhiều những cái doanh nghiệp nó có được cái kết quả kinh doanh nó đạt cái tiêu chí, cũng như là vượt kế hoạch so với những cái kế hoạch mà đề ra. Thì đó lý do vì sao mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tin là có cái dòng tiền tham gia ở cái thời điểm sắp tới, ở khoảng giữa tháng 4, giữa tháng 4 tầm 15 tháng 4 tới 20 tháng 4 trở lại, thì khi mà các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính ra thì cũng sẽ là một cái yếu tố thúc đẩy, là một cái bệ phóng cho thị trường. Và hoàn toàn nếu mà khi đó cái hệ thống giao dịch mình nó không quá gọi là gì, không quá gọi là bất cập ấy, thì vẫn trơn tru một tí, như phiên ngày hôm nay thì khá trơn tru bởi vì thanh khoản thấp nè. Có thể trơn tru một tí thì hoàn toàn nó có những cái động lực để có thể vượt 1.200 điểm một lần nữa, tức là công phá lại một lần nữa. Thì đó là câu chuyện ở sắp tới. Thì khi đó thì anh chị có thể tận dụng hay là cơ cấu những cổ phiếu mà chúng ta có kỳ vọng tốt về các loại kinh doanh, ví dụ như là về ngành thép nè. Thép năm nay có triển vọng tương đối là tốt trong chu kỳ ngành, hay là bên cạnh đó thì một số những cổ phiếu ở bên nhóm ngành ngân hàng. Thì thông tin về việc mà lợi nhuận quý 1 đột biến, hay là thông tin về vấn đề là chia cổ tức về bằng tiền về cả cổ phiếu, những thông tin đó đều sẽ hỗ trợ về giá cho cổ phiếu. Hay là một số doanh nghiệp bất động sản, khu công nghiệp hay là bất động sản có được một số những cái triển vọng trong tương lai. Thì đó là những cái mà chỉ cần lưu ý, nó xoay vòng với nhau, và những doanh nghiệp nào mà có kết quả kinh doanh tốt thường là nó sẽ có mức thể hiện giá tốt ở giai đoạn phía sau đó. Đó là kinh nghiệm của mình khi mà chị trải qua những cái giai đoạn báo cáo tài chính. Đó là một trong những cái mùa mà cái dòng tiền nó tham gia trở lại. bởi vì nhà đầu tư người ta kỳ vọng tốt hơn về doanh nghiệp, người ta thấy là doanh nghiệp làm ăn ok, làm ăn ổn thì người ta đầu tư nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì đó là VN, đó là dòng tiền, đó là về thế giới mình cũng đã nói qua rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá một số những cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể lưu tâm cũng như là cái yếu tố dòng tiền của thị trường để mình hiểu rõ hơn về dòng tiền. Tiếp theo là đầu tiên là về Vietcombank, một cổ phiếu trong nhóm ngân hàng. Thì Vietcombank là câu chuyện muôn thuở ta nói hàng ngày về vấn đề là hiện tại cổ phiếu đang ở trong một cái vùng cầu là quanh vùng giá 93. Thì nó chỉ bứt phá, nó chỉ hình thành một cái xu hướng tăng mới khi mà nó break được cái kênh giảm ở phía trên là quanh vùng giá là tầm 96 95 ở phía trên này, tầm 96.5. Thì khi mà nó break được cái kênh ở phía trên này thì hoàn toàn nó sẽ, tức là nó sẽ thu hút cái lực cầu tham gia vào. Anh chị hình dung đơn giản là bởi vì khi mà người ta thấy là cổ phiếu nó duy trì trong một cái vùng sideways như thế này thì người ta cũng rất là hạn chế tham gia, đặc biệt là với Vietcombank, bởi vì cổ phiếu này là một cổ phiếu mang tính điều tiết, thì khi mà mình tham gia thì cái độ rủi ro nó sẽ cao rất là nhiều. Nhưng mà khi mình đã có những tín hiệu xác nhận thì hoàn toàn là do đầu phía sau cái lượng cầu tham gia vào cũng sẽ khiến cái giá cổ phiếu đi lên một cách nhẹ nhàng hơn, Đối với Vietcombank thì anh chị đã có hàng và đám dự tiếp cho em thôi. Vùng hỗ trợ quanh 93 khá là cứng, nhưng mà để nó đi lên được thì rõ ràng nó cũng cần nhiều hơn những yếu tố khác, đến từ lực cầu của phía nhà đầu tư, đến từ cái việc là thị trường. Các tài là thị trường họ tận dụng Vietcombank, họ lợi dụng Vietcombank để họ đẩy giá thị trường lên, để cân bằng lại thị trường ở giai đoạn sắp sau. Ở giai đoạn sau thì hoàn toàn nó sẽ có những cái gì bứt phá được, có thể xảy ra nhiều bứt phá. Nó giống như con vít vậy đấy, như thấy mô hình khá là giống nhau, nó cũng hình thành những mô hình dạng thế này và sau đó nó break đi lên. Thì cái quá trình break đi lên của vít thì khả năng cao nó sẽ bắt đầu chững lại ở những phiên sắp tới rồi, khi mà anh chị thấy là cái khối lượng bắt đầu gia tăng nhưng mà cái giá nó không tăng được tương xứng nữa. Nếu mà lấy ví dụ đi, cây nến ngày hôm 25 tháng 3 là cây nến tăng, khối lượng là 4 triệu cổ, cây nến ngày hôm 26 tháng 3 khối lượng là 2,9 triệu cổ và cây nến ngày hôm nay là 3 triệu cổ. Nhưng mà nếu mà cây nến ngày hôm 26 tháng 3 và cây nến ngày hôm 29 tháng 3, tức là gì? Khối lượng ngày hôm nay lại cao hơn ngày hôm trước nhưng mà cái mức độ tăng thì nó lại chỉ có 0,35 thôi. Trong khi mức độ tăng thì cây ngày hôm trước là 1,8, tức là về cầu có sự gia tăng nhưng mà giá lại không tăng tương xứng, thì cho thấy là có cái lực cung, nhất định. Thì mình theo dõi thêm được với VIX quanh những cái vùng giá tầm là 110, 111 ở đây, có thể có những cái nhịp retest ở trong phiên ngày mai hay là những phiên sắp tới. Và kháng cự hiện tại của VIX là quanh vùng giá tầm là 116. Thì nếu chị đã có hàng thì lưu ý thêm cho em. Thì cổ phiếu này là một cổ phiếu mà nó khá đặc biệt, bởi vì cái vận động của nó thì bị ảnh hưởng nhiều bởi thị trường. Nhưng mà nếu có hàng thì vẫn theo dõi được tiếp, và quanh cái vùng này có thể là cân nhắc, nếu mà nó có những cái lực cung thì có thể là thực hiện hóa cái lợi nhuận của mình. Tiếp theo là với ngân hàng thì có BID. BID thì vẫn đang trong cái quá trình hình thành cái đáy số 3, và cái nến ngày hôm nay là một cái nến tương đối là ảm đạm, tức là khối lượng thấp mà tăng cũng nhẹ, tức là không có sự nổi trội trong phiên ngày hôm nay. Thì nhìn chung thì lực cầu nó cũng không phải là quá tốt, và hiện tại thì sắp tới là chạm vào cái vùng kháng cự là quanh tầm 43, 43.x. Đây là cái đường kháng cự hội tụ của các cái đỉnh cũ trước đó, cũng như là cái đường MA10, MA20 và MA50. Thì đây là đường kháng cự tương đối mạnh, nên khi mà mình tham gia thì mình cũng nên theo dõi thêm cái vùng này. Nếu mà đã có hàng thì theo dõi tiếp theo thôi. Ngày hôm trước mình cũng nói với anh chị về cái đáy số 3 này rồi, thì khi mà nó hình thành cái đáy số 3 này thì nó sẽ có những cái điểm mua là những cái điểm mà nó break cao lên trên, còn thì về khối lượng thì khi mà lực bán ra như thế này, khi mà một cái nến dài thế này thủng xuống bán ra chạm về tận vùng giá 40.5 nhưng mà cái lực bán ra không lớn thì đó là điểm rất là tốt. Nó cùng giống với thị trường thôi, tức là cái lực cung nó được hấp thụ một cách tương đối tốt, thì giai đoạn nó ủng hộ cho một cái đà tăng ở phía sau. Nhưng mà chúng ta cũng phải quan sát thêm cái vùng kháng cự là tầm MA10, MA20 và MA50 đây nữa. Rồi đó là BID. Tiếp theo là về Công Thương. Công Thương thì ngày hôm nay có một cái phiên tăng điểm khá là tốt. Công Thương thì nó vẫn là câu chuyện chia cổ tức bằng tiền. Trong 3 năm trước thì khi mà nó liên tục thì tức là vừa rồi thì 2020 thì Công Thương vừa thực hiện chia cổ tức bằng cái lợi nhuận sau thuế 3 năm. Đó là một trong những yếu tố mà đã thúc đẩy giá Công Thương ta rất là tốt ở trong giai đoạn vừa rồi. Thì sắp tới thì nó cũng sẽ được kỳ vọng nhiều về cái vấn đề là chia cổ tức hay là họp đại hội cổ đông. Bởi cái lợi nhuận của Công Thương của Vietcombank ở trong quý 1 sẽ có thể là rất là lớn, đó là một số những cái ước tính mà người ta đưa ra. Thì đó là lý do vì sao mà Công Thương giai đoạn này cái sức mạnh giá thể hiện là rất là tốt. Thì hiện tại mình theo dõi thêm cho em với cổ phiếu này thôi. Về cái lực cầu ngày hôm nay thì dù khối lượng nó không tăng, nhưng mà phiên ngày hôm nay cũng là một phiên đánh giá là đồng pha với thị trường, cũng như là đóng cửa là cao nhất ngày. Thì với cái việc đóng cửa cao nhất ngày cho thấy là hầu như cái lượng cung nó không áp đảo được, và nó cũng không chiếm được ưu thế với lực cầu. Đó là lý do vì sao mình cũng có thể theo dõi thêm với cổ phiếu này, và có thể là trong tương lai nó hình thành một cái vùng sideways trước khi mà nó chờ đợi thông tin về việc chia cổ tức hay là thông tin về việc kết quả kinh doanh ở trong quý 1 ra. Thì có thể là ở cái vùng này, những cổ phiếu này nó sẽ hình thành một cái vùng sideways. Cái biên sideways hoàn toàn có thể là nằm trong vùng tầm 39 cho tới vùng tầm 41 ở phía trên này, 41.5. Nó cứ tăng giảm đang xen trong cái vùng này trước khi nó có một cái nhịp break cao hoàn toàn khi mà những cái thông tin chính thức nó được ra. Tức là về Techcombank thì nhìn chung thì vẫn sideways thôi. vẫn nằm trong cái vùng biên sideways của mình, và khối lượng thì vẫn duy trì ở mức thấp. Thì sideways khối lượng thấp thì cho thấy là hầu như giai đoạn này cái yếu tố về cung cầu nó không có sự giằng co quá nhiều ở cổ phiếu này. Và nó bắt đầu thì Techcombank nó cũng bắt đầu rơi vào lãng quên sau một giai đoạn mà nó trở thành một cổ phiếu mà hầu như ai cũng quan tâm hết. Đó là một cái khá là hay, bởi vì khi mà các cổ phiếu bị lãng quên thì những cổ phiếu đó hoàn toàn nó có những cái nhịp bứt phá rất là nhanh và mạnh, bởi vì khi đó cái lượng nhà đầu tư cá nhân họ đu bám nó cũng không nhiều. Còn đối với Techcombank hiện tại thì nó vẫn duy trì trong sideways thôi, và nó break up. Khi mà nó break up thì chúng ta cũng phải quan sát thêm cái vấn đề về khối lượng. Cái vùng kháng cự hiện tại của Techcombank vùng giá tầm là 40.8, vùng hỗ trợ phía dưới đó vùng giá tầm là 38.3, và trong thực tế khi mà chạm về cái vùng quanh đó ngày hôm trước là 38.4 nè, khi mà chạm về đó thì sẽ có một cái lực cầu đẩy lên ngược trở lại. Thì đối với Techcombank hiện tại chỉ là có hàng nắm dự tiếp cho em, còn như anh chị muốn mua mới thì có thể là cân nhắc chờ khi mà cổ phiếu nó vượt cái vùng kháng cự là 40.8, hoặc là chỉ có thể lấy vị thế dần khoảng 30%, chúng ta lấy test vị thế thăm giờ trong này cho đến khi nào mà nó có những cái điểm vượt thoát thì mình có thể mua gia tăng ở giai đoạn phía sau. Đối với em thì đây là một cổ phiếu mà cái dư địa tăng là vẫn có, và cái nền tảng và cơ bản cổ phiếu này cũng tương đối là ổn định. MB thì ngày hôm nay đã có phiên phục hồi tương đối là tốt so với các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng. Có thể nói thì đây là một cổ phiếu mà cái kỳ vọng nó đến từ cái việc chia cổ tức ở trong thời gian tới. Khi mà có khá là nhiều cái thông tin hành lang đến với MB thì đây vẫn là một cổ phiếu rất là khỏe trong giai đoạn vừa rồi, mình cũng nói rồi. Và khi mà nó chạm về cái vùng hỗ trợ quanh tầm giá là 27 thì nó có cái lực cầu đỡ lên rất là nhanh. Thì phiên ngày hôm nay là một phiên mà nó đóng cửa được cao hơn cái mức MA20, và chúng ta cùng chờ sắp tới là nó sẽ test lại một cái vùng kháng cự ở đây là vùng kháng cự quanh 28.7 29. Đó là cái vùng kháng cự tương đối là quan trọng, và cũng như là gì nó cần một cái lực cầu đủ mạnh để có thể vượt qua được những cái vùng đó. Thì xét về tính chất trong ngắn hạn thì nó vẫn đang trong cái vùng sideways thôi, và cái vùng sideways này thì nó cần có những cái điểm vượt thoát lên trên. Nếu mà nó chạm về những cái vùng tầm 28 cho 28.5 mà nó rơi lại thì hoàn toàn nó có thể tạo một cái mô hình là mô hình vai đầu vai, thì khi đó là MB có thể đảo chiều. Nên khi mà mình tham gia thì mình phải cân nhắc thêm và có thể chờ những cái điểm vượt thoát lên trên để mua thêm gia tăng với cổ phiếu này. Đối với em thì MB vẫn là một cổ phiếu đánh giá rất là cao về cả cơ bản và cả kỹ thuật. Tiếp theo là với ACB. ACB thì ngày hôm nay có cái nến rút chân với khối lượng thấp, thì thì cho thấy là rõ ràng cái lực cầu nó cũng tham gia tương đối tốt, nhưng mà rõ ràng về cung cầu ngày hôm nay là ở mức thấp. Cung cầu ngày hôm nay ở mức tương đối là thấp khi mà nó tiệm cận về vùng kháng cự lại MA10 và MA20. Đây là vùng kháng cự thì có cái lực cung nó tương đối là mạnh, và cái vùng mà ACB đang hướng tới hiện tại là cái vùng kháng cự cũ trước đó quanh vùng giá tầm 34.3. Đây là cái vùng mà giai đoạn vừa rồi nó cũng chưa bước lên trên được, mà nó hình thành những cái nến dạng như là spinning top hay là những cái nến doji. Những cái nến mà nó có cái mức giá đóng cửa và cho thấy là cái lực cung hoàn toàn là bị áp đảo hoặc là bị hấp thụ tương đối là mạnh, thì nó trở lên nó rơi sau một cái quá trình tích lũy trở lại, và nó chạm về cái vùng hỗ trợ là quanh 34.3 34 tới 34.3. Thì đối với em ACB thì với cái nến ngày hôm nay thì vẫn là một cái nến tương đối là tốt, nhưng mà nó thiếu một chút về cái khối lượng. Nếu mà khối lượng ngày hôm nay cao trung bình 20 phiên tầm 9 triệu cổ thì nó sẽ tốt hơn, và nó sẽ là một cái tiền đề tốt để cho ACB test lại cái vùng kháng cự là 34.x ở đây. Quanh cái vùng này, và nếu mà nó break được cái vùng phía trên này thì khi đó nó sẽ hình thành một cái biên mới, hình thành một cái vùng xu hướng mới ở phía sau, bởi vì cho đến hiện tại thì đây là cái vùng giá cao nhất của cổ phiếu rồi. Đây là đồ thị tháng cổ phiếu này, hiện tại nó đang ở đỉnh thời đại của nó. Ở vùng đỉnh thời đại thì là một cái đặc điểm tốt đó chính là những cái vùng này khi mà nó break được thì ở phía trên nó không còn kháng cự nữa, và khi mà không còn kháng cự nữa thì cái quá trình mà vận động của cung cầu thì cái lực cầu nó cũng sẽ áp đảo dễ hơn rất là nhiều, đặc biệt là tại những cái vùng kháng cự nó có lực cung ra. Tiếp theo là với Liên Việt, ngày hôm nay là một cây nến tăng rất là tốt khi mà đóng cửa cao nhất ngày, với khối lượng ở mức tương đối là khoảng 12 triệu cổ, là cao hơn trung bình 20 phiên. Từ đó em Liên Việt vẫn là một cổ phiếu rất là khỏe. Điểm khỏe của nó thứ nhất là cái điểm mà nó chưa thủng khỏi được cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng giá tầm là 15, vùng tầm 15. Ngày hôm trước khi mà nó chạm về tầm 15 thì nó ngay lập tức nó bật lên, ngay và cho thấy được là có cái lực cầu đỡ âm thầm bên này. Thì đối với em thì có thể theo dõi thêm đến Liên Việt sideways trong cái vùng này. Anh chị nào đã có hàng thì có thể chờ những cái điểm vượt thoát lên trên này, vùng giá tầm 16.6, 16.7 với khối lượng ở mức tương đối thì có thể tham gia gia tăng thêm với cổ phiếu này. Nhìn chung thì cái dư địa tăng của Liên Việt ở trong tương lai là có, và về kỹ thuật cũng duy trì ở một cái vùng giá khá là đẹp sau một cái mô hình cốc tay cầm ngắn trước đó là một xu hướng tăng. Thì nó hình thành là một cái vùng sideways ở phía sau này. Thì cái vùng sideways này có mục đích thứ nhất là nó kiểm tra là cái lượng cung ở phía này, xem là cái lượng nhà đầu tư bán ra tương đối hay chưa. Cái thứ hai nữa là gì? Để nó hấp thụ lại, và cũng như nó để thích nghi với thị trường. Khi mà thị trường bước vào một cái pha sideways, khi mà thị trường bước vào những cái pha tích lũy thì nó cũng cần tích lũy trở lại để nó hấp thụ cung, và cũng như là để nó có thể là gì gom được một cái lượng hàng giá rẻ. Bởi vì mục tiêu chính của tạo thị trường là chúng ta cũng nói rồi, họ cũng mong muốn là tìm kiếm lợi nhuận thôi, nên đó là một cái mình cần lưu ý thêm. với Liên Việt. Tiếp theo là với STB. STB thì ngày hôm nay sau ba cây nến, sau một quá trình điều chỉnh dài thì STB ngày hôm nay đã có ba cây nến xanh liên tiếp. Thì cây nến ngày hôm nay so với cây nến ngày hôm trước thì có sự gia tăng về khối lượng tương đối, khi mà ngày hôm nay khối lượng tới 37 triệu cổ, trong khi cây nến ngày hôm 26 tháng 3 thì khoảng đâu đó tầm 23 triệu cổ thôi. Từ đó là các bạn cũng cần phải lưu ý, tức là khối lượng tăng nhưng mà giá lại không tăng quá mạnh và không tăng quá nhanh, cho thấy là có cái lực cung tương đối. Nhưng mà xét về chung quy, về xu hướng thì nó đang trong sideways. Ở đây trong sideways thì nó cũng cần một quá trình để hấp thụ cung cầu, nên mình theo dõi thêm cho em cái cổ phiếu này, và khi nào nó có những cái điểm vượt sideways, vượt cái hộp này thì khi đó mình tham gia sang toàn rất là nhiều. Thì đối với em thì hiện tại STB cái đặc điểm tốt nhất của nó chính là nó có một cái vùng hỗ trợ cứng ở phía dưới này. Đây là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh và hầu như nó rất là khó để thủng qua, bởi vì giai đoạn trước đó nó đã đi sideways ở đây một thời gian rồi. Nên khi mà mình theo dõi cổ phiếu này cũng là một trong cái lợi thế, nếu mà chưa nắm giữ. Lợi thế chúng ta đến từ cái việc là cổ phiếu này nó sẽ gọi là gì, nó có cái vùng hỗ trợ rất là mạnh, nên có nhịp điều chỉnh nào mà có rơi lại đi thì cái vùng đó cũng sẽ là cái vùng có lực cầu đỡ lên, nên mình tham gia sang tham hơn rất là nhiều. Tiếp theo là với SHB. SHB thì đó là câu chuyện mà chúng ta đã bàn luận trong phiên ngày hôm qua. Cái việc mà ngay lập tức có một lượng lệnh tầm 5 triệu và mua đẩy giá cổ phiếu lên trần, và phiên ngày hôm nay thì một lần nữa lại làm như thế, tức là một lần nữa thì chúng ta lại thấy điều đó. Đó là một trong những cái trạng thái mà mang tính chất là thao túng khá là nhiều, nhưng mà tùy vào cái đội lãi thôi, cũng như là tùy vào mục tiêu của họ, mục đích của họ là gì thôi. Và đối với em thì cái nến ngày hôm nay là một cái nến tốt về cả kỹ thuật, về kỹ thuật khi mà cái nến đóng cửa cao nhất ngày với khối lượng rất là cao. Và cái việc mà làm lệnh làm đột ngột như thế nó cũng có cái hay ở chỗ là nó sẽ khiến cho nhà đầu tư họ không vào kịp, và rất là bất ngờ. Nhưng mà cái dở ở chỗ là nó sẽ rất là khó và cũng bất cập về là cái việc mà chúng ta đã phân tích ngày hôm qua đấy. Tức là nếu anh chị hình dung là một khi mà đội lái họ muốn bán một cái lượng cổ phiếu với giá cao, hay là họ đang cần tiền thì họ thường sẽ có những cái động thái là gì, họ đẩy giá cổ phiếu lên bằng những cái yếu tố liên quan tới về cung cầu hay là về yếu tố thông tin gì đó. Nhưng mà rõ ràng ở giai đoạn này thì khi mà SHB đánh như thế thì cũng rất là nhiều những anh chị nhà đầu tư chúng ta gọi là còn e ngại, còn hoang mang, thì đó là cái điều thành công đối với cổ phiếu này. Thì kỳ vọng của em là hoàn toàn sắp tới nó có thể có những cái nhịp mà nó bứt phá lên ở giai đoạn phía sau. Nhưng mà khi mà tham gia thì cái việc mà mua mới SHB giai đoạn này thì chắc chắn là không được ưu tiên rồi, vì đơn giản là cổ phiếu này nó cũng đã đi lên một giai đoạn dài. Và cái thứ hai nữa là khi mà cái thông tin về việc mà liên tục những cái người đầu tư những cái lệnh mua 5 triệu cổ, 10 triệu cổ vào thì câu hỏi đặt ra mình đã hỏi rồi, ai là người bán cái lượng cổ phiếu đó, hay là chỉ là việc xào nấu với nhau thôi, họ mua tay trái họ bán tay phải với nhau để họ khiến cái nhà đầu tư họ phải hưng phấn, khiến nhà đầu tư phải view quay với nhau hơn. Thì đó là một trong những cái trạng thái cũng như là một trong những cách thức, cái chiêu thức của các cái đội lái. Tiếp theo là về SHB thì mình còn có là một cổ phiếu khác ở trong nhóm ngân hàng, chúng ta có Tiên Phong. Thì Tiên Phong thì sau khi cái quá trình mà nó hình thành một cái vùng sideways trước đó, cũng như là liên tục tạo những cái nến doji khá là xấu ở phía trên, những cái nến doji bi mộ khối lượng ở mức tương đối là cao và đuôi nến ở phía trên, thì cho thấy là cái vùng sideways đó lực cung áp đảo so với lực cầu, và sau khi nó gãy xuống thì nó chạm về một cái vùng cầu mới mà ngày hôm trước em vẽ ra là cái vùng cầu quanh tầm 25.7 26, 27. Thì trong thực tế khi mà chạm về đây thì nó đã có lực cầu hấp thụ lên. Phiên ngày hôm nay là một phiên phục hồi cũng tương đối là tốt. TB thì nó khá là yếu so với các cổ phiếu khác ở trong cùng nhóm ngành, khi mà chị thấy là gì, ở đây chúng thấy được là cái đường màu xanh nó cũng đã nằm dưới cái đường màu đỏ rồi. Cái điểm yếu duy nhất của nó là đến từ cái việc là cái giá cổ phiếu này hiện tại vẫn chưa vượt được đỉnh cũ, vẫn chưa vượt đỉnh cũ, trong khi rất là nhiều những cổ phiếu ngân hàng khác đã vượt đỉnh cũ và bắt đầu quay lại cái quá trình tích lũy của nó rồi. Thì đó là một trong những cái mình cũng phải lưu ý thêm với cổ phiếu này, nên cái sức mạnh giá của nó cũng sẽ yếu hơn so với các cổ phiếu khác. Bởi vì đơn giản chị thấy là nếu mà một cổ phiếu đang ở một cái vị thế cao, một cái vị thế mà nó có cái vùng hỗ trợ phía trên tốt, thì cái quá trình đi lên nó sẽ không gặp quá nhiều cản trở. Nhưng mà để mà chị thấy là gì, một cổ phiếu mà đang ở một cái vùng giá thấp ở phía dưới, hay là những cái vùng giá mà ngang lưng chừng mà phía trên nó còn một cái đường dày đặc, ví dụ như những cái đường MA, ví dụ như những cái nền giá, thì đó sẽ là những cái trạng thái mà mình cần lưu ý với cổ phiếu này. Tiếp theo là với cổ phiếu chứng khoán như là SI thì ngày hôm nay tương đối là gì, dè chừng, với một cái nến là doji thân nhỏ với khối lượng thấp, cho thấy cái sự lưỡng lự và dè chừng giữa cung và cầu. Thường thì thân nhỏ thì khối lượng thấp là nó khá ổn, tức là không có sự lệch, không có sự mất cân xứng giữa yếu tố cung cầu. Thì mình theo dõi thêm cho anh được về SI. Đây là một cổ phiếu mà chắc chắn rồi, trong tương lai nếu mà thị trường vượt 1.200 điểm thì những cổ phiếu chứng khoán như là SI, như là HSC, những cổ phiếu như là VBS sẽ nhận được một cái lượng, tức là một cái lượng thu hút nhất định đến từ nhà đầu tư. Vì như em nói rồi, cái công ty chứng khoán thì nó có tác động mà nó cũng có tương quan trực tiếp đến với thị trường chứng khoán. Tức là SI thì mình theo dõi thêm về cái lượng cung thì nhìn chung SI cũng đã được hấp thụ tương đối rồi, sau những cái quá trình giảm điểm mà nó gãy được cái nền, gãy cái nền gắn thì nó quay về cái vùng nền ở phía dưới này, thì nó cũng cần một quá trình test lại, đặc biệt là cái vùng kháng cự là quanh tầm là 32 chấm mid ở phía trên này. Khi mình lên đó sẽ chịu một áp lực cung tương đối. Tiếp theo là với HCM thì ngày hôm nay cũng có cái nhịp bật lại rất là tốt với khối lượng thấp. Thì bật lại với khối lượng thấp thì cũng như thị trường thôi, nhìn chung thì khá là giống thị trường về yếu tố và tâm lý. Thì sau khi mà nó gãy cái đường xu hướng, sau khi mà nó gãy cái mô hình ngắn ở phía trên này, những cái đường trend line ở đây thì nó cũng đã quay về đập lại cái vùng hỗ trợ quanh tầm 29.x mà ngày hôm trước mình đã vẽ ra. Thì quanh cái vùng này thì chắc chắn là sẽ có cái lực cầu đỡ với mình rồi. Nhưng mình cũng theo dõi thêm là một cái vận động chung là nhiều cổ phiếu đã thủng em 10, 20. Thì khi đó cái quá trình đi lên nó cũng sẽ gặp lại 10, 20 để test lại một lần nữa để xem là gì, cái lượng cung này bán như thế nào, lượng cầu này mạnh thế nào, thì khi đó mình mới cân nhắc được. VHCM. Tiếp theo là với VND. VND là một cổ phiếu vẫn nằm trong cái vùng sideways của nó. Vùng sideways ngày hôm trước của VND là vùng giá tầm là 26.8 cho tới vùng biên hiện tại là vùng giá tầm là 30.8, thì đối với em đó vẫn là một cái vùng mà mình có thể canh. Mình sideways, mình xem là cái vận động tại thế nào, thì hiện tại là cái vận động cái vùng hỗ trợ phía dưới này đang làm việc khá là tốt. Từ đó em thì VND vẫn là một cổ phiếu mà còn tiềm năng, nhưng mà có điểm không thích ở VND là hai cái nến ngày 11 tháng 3 và cái nến ngày 19 tháng 3. Vì đơn giản hai cái nến khối lượng rất là cao. Khối lượng rất là cao mà nằm ở vùng giá tương đối là cao thì đó cũng là một cái rủi ro, là một cái lượng hàng được trao tay từ phía các nhà đầu tư trong các nhà đầu tư cá nhân. Thì chúng sẽ chỉ theo dõi thêm cho em với cái vận động của một số cổ phiếu như là VND. Thì trong nhóm chứng khoán thì em thích nhất là VND, bởi vì VND nó có khá là nhiều câu chuyện, đặc biệt là câu chuyện mà chuyển sang sang index. Tiếp theo là với SHB nè, SHB ngày hôm nay cũng được kỳ vọng khá là nhiều, khi mà SHB tăng tốt thì người ta lại nghĩ xem là liệu SHB có tăng hay không. Thì đối với em đây phải là một cổ phiếu mà cầu nó khỏe, cầu rất là khỏe. Cầu khỏe ở chỗ là khi mà giá cổ phiếu nó rơi về những cái vùng ở phía dưới này thì ngay lập tức anh chị thấy là có những cái đuôi nến, có những cái đuôi nến hấp thụ lại cái lực bán ra đó, thì đó là cái điểm rất là tốt của lực cầu. Chúng thì mình cũng phải theo dõi thêm. Bởi vì đây là một cổ phiếu mà cái vận động trước đó nó cũng đã từng xảy ra một cái vấn đề tương tự, tức là khi mà đã có những cái nến rút chân dạng thế này nè với khối lượng rất là cao, thì đây là một cái nến mà cho thấy cái lực cầu được hấp thụ hoàn toàn cái lực cung luôn. Thì nó giống như cái nến thế này nè, những cái nến dạng như 26 tháng 3 nè, thì khi mà đã có những cái lực cầu hấp thụ như thế nhưng mà nó hoàn toàn có thể bẻ gãy xuống. Bởi vì giai đoạn này như em nói rồi, những cái nhịp phục hồi với khối lượng thấp thế này thì cái xu hướng nó khá là mỏng manh, thì mình hoàn toàn có thể bị bẻ gãy xu hướng. Tiếp theo là với những cổ phiếu khác ở trong cái nhóm ngành như là bất động sản thì mình có đất xanh, thì mình nói rồi, đất xanh thì ngày hôm nay có một cái nón rút chân tương đối là tốt với khối lượng thấp. Câu chuyện cổ phiếu này cũng xoay quanh cái việc mà về báo cáo tài chính hay là những cái thông tin về việc báo lỗ thôi. Mà đối với em thì về nội tại doanh nghiệp thì cũng không có sự thay đổi quá nhiều và nó làm ăn từ đó là tốt. Thì mình có theo dõi thêm với cổ phiếu này, và cái vùng hiện tại mà DSG đang test lại là quanh tầm đó tầm 23.x. Quanh cái vùng đó thì mình có thể cân nhắc mình theo dõi thêm cho em, có thể là tạo một cái đáy thứ ba ở phía bên này trước khi nó có những cái nhịp breakout, những cái vùng kháng cự phía trên này. Đây là vùng kháng cự tôi nói là mạnh quanh vùng giá tầm là 20, 25.7. Tiếp theo là với BDR, mình nói rồi, đây là cổ phiếu miễn nhiễm so với thị trường. Điểm chung cổ phiếu này là thường thì nó sẽ đỏ đầu phiên và xanh cuối phiên, nên khi mà tham gia phải lưu ý thêm cho em với cổ phiếu này. Tiếp theo là với một cổ phiếu về điểm mua thì anh chị đã có thể chờ khi mà cổ phiếu nó vượt được cái hộp ngắn ở đây. Đây một cái hộp ngắn ở đây vùng giá tầm là 63.3. Khi mà nó vượt lên trên những cái hộp đó thì mình có thể cân nhắc mua thêm, gia tăng với cổ phiếu này, bởi vì khả năng cổ phiếu này có thể tiến về những cái vùng giá xa hơn nữa, bởi vì đa phần nhà đầu tư tham gia đều rất là ngại tham gia. Tiếp theo là với cổ phiếu khác ở trong những ngân hàng, chúng ta có thể bàn luận về là ở dòng Vin đi. VinVit thì mình nói rồi, VinHome. VinHome thì hiện tại đang chạm những cái vùng hỗ trợ tương đối là mạnh, quanh vùng giá tầm là 94, 95. Đây là cái vùng hỗ trợ mà nhiều lần chạm nó bật lên, anh chị thấy không? Chạm nè, bật lên nè, chạm là có lực cầu đỡ, nhưng sau đó gãy xuống nè, cũng lại bật quay lên, chạm là bật lên, chạm là bật lên, chạm này thì có thể là những gì bật lên phía sau. Chúng ta đó là cái vùng mà có cầu đỡ tôi nói là tốt, ở VinHome thì cái nến, những cái nến liên tục ở đây cho thấy là cái sự lưỡng lự và nhìn chung thì lực cầu bắt đầu cũng đã có sự áp đảo nhất định. Có điều thì cổ phiếu này về cái nến của nó thì nó thường bị thao túng khá là nhiều, nó tức là cái bước giá nến hay là những cái vùng giá đây nó không gọi là gì, nó không tuân theo những quy luật cung cầu thông thường mà đã bị thao túng rất là nhiều bởi đội lái, bởi vì đây là những cổ phiếu điều tiết, mang tính chất điều tiết, bởi vì cái vốn hóa nó khá là lớn. Nên đó lý do vì sao mà khi mà em khuyên nhờ anh chị mình khách hàng tham gia đối với những cổ phiếu và đặc biệt là dòng họ Vin thì thường là chỉ hợp cho cái việc là nắm giữ trung và dài hạn thôi, vì trong ngắn hạn thì cái biến động rất là lớn, đó là với VRE. Vẫn như thế thôi, VRE thì nó vẫn tương đối là yếu so với các cái nhóm ngành còn lại, so với các cái mặt cổ phiếu khác ở trên thị trường, bởi vì cổ phiếu này nó vận động theo một cái chiều hướng gọi là gì, vẫn đang nằm trong một cái vùng sideways, nhưng mà anh chị thấy là thứ nhất là cái vùng kháng cự trước của nó là cái vùng mà khá là nhiều anh chị bị kẹp hàng. Cái thứ hai đó là chị thấy là những cái vùng giá cao cổ phiếu này thì nó lại có những cái lực bán tương đối là lớn, nên khi mà mình tham gia phải cẩn trọng, bị rõ ràng cái lực bán lớn nó nên xuất hiện ở vùng phía dưới này, ở những cái vùng thấp thế này, nhưng mà nếu mà cái lực bán mạnh mà xuất hiện ở những cái vùng phía trên thì nó cũng rất là quan trọng, ở đó là rủi ro. Nên mình cũng có thể theo dõi thêm với VRE. VRE thì kỳ vọng cái là quay về nền thôi, tích lũy thôi. tầm 34, 33.x, 34.x thì mình cầm đó thì mình có theo dõi thêm được rồi. Đối với VRE. Tiếp theo là một số những cổ phiếu khác ở trong nhóm bất động sản thì mình nói qua. Thì mình nói qua một số những cổ phiếu như là KDH nè. KDH thì vẫn nằm trong một cái mô hình của mình là mô hình tam giác giảm giá là cái nêm ha. Thì cho đến khi nào mà nó có cái nhịp breakout ở phía sau này thì nó sẽ xác nhận cái mô hình đó. Hay là có một cổ phiếu khác là gì? Là Hòa Bình HBC nè. HBC thì như em trước nói rồi, nó đang chạm về những cái vùng hỗ trợ quanh giá tầm là 15.5, 15.6. Thì trong thực tế là khi mà chạm vào những cái vùng này thì nó sẽ có một cái lực cầu lớn đợi vào. Những cái lực cầu này chủ yếu đến từ với anh chị mà đã mua hàng ở đây nè. Thì khi mà giá cổ phiếu đó về cái vùng mà chị hòa vốn thì anh chị sẽ có trạng thái là tâm lý là gì? Chúng ta trung bình giá, bởi vì khi mà giá nó rẻ. Thì anh chị lưu ý cho em và chúng ta theo dõi thêm cho cái vận động ở đây. Nếu mà giá giữ tốt thì có thể là chờ những nhịp breakout lên vùng giá tầm là 19, 12, 19.1, 19.2 để mình gia tăng thêm với các cái mã cổ phiếu này. Bởi vì cái vận động của nó và cũng như là cái yếu tố về trong tương lai á, thì các doanh nghiệp mà đối với em được hưởng lợi khá nhiều từ cái sóng đầu tư công, từ đó là điều mình cần lưu ý thêm với HBC. Từ đó là một số những cổ phiếu mình đi sơ lược qua. Bên cạnh đó thì mình đánh giá một số những cổ phiếu trong nhóm bán lẻ thương mại như là gì MLG. DLG ngày hôm nay đã có cái nhịp phục hồi tương đối là tốt khi mà mặc dù đóng nến đỏ và khối lượng thì ở mức cao cho thấy là dù giá không tăng nhiều nhưng mà cái lực cung là tương đối thì kỳ vọng cái là MDG là mới duy trì được trong cái biên này cho đến khi nào mà nó có những nhịp break lên trên hoặc là break xuống dưới thì kỳ vọng của chúng ta vào break lên trên để xác nhận một cái xu hướng tăng mới trong ngắn hạn của MDG. Động lực tăng trưởng chính của MDG cũng như là cái kết quả kinh doanh của MDG trong thời gian qua tương đối là ổn định, thì đối với em đó là một trong cái điểm cộng khá là lớn. Tức là với BNJ thì điểm tích cực của nó là điểm này nó giữ giá, tức là hầu như thị trường giảm thì BNJ không giảm quá sâu hay là nó có những cái nhịp nó giảm rất là đột ngột và bất ngờ, nên khi mà tham gia thì cũng phải nên lưu ý thêm đối với BNJ. Nhìn chung thì trong cái vùng này thì chúng ta nó đang chờ đợi một điều gì đó, hầu như là BNJ đang chờ đợi cái điều gì đó để nó có thể là có những nhịp breakout lên trên hoặc là xuống dưới. Nhưng mà giá cổ phiếu nó vẫn neo được quanh cái đường MA 10 và MA 20 thì cho thấy là cái đường MA 10 và MA 20 là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của các mã cổ phiếu này. Tiếp theo là với BVH nè. BVH thì như em nói rồi, vẫn đang nằm trong cái quá trình nó hình thành cái đáy số 3. Nó khá là giống con BID, cái quá trình mà hình thành giá nó khá giống BID khi mà rơi lại 3 lần và hình thành cái đáy số 3. Thì mình theo dõi thêm cho em với cổ phiếu này. Về vận động về giá thì cổ phiếu này rất là yếu về sức mạnh giá, tức là cái lực cầu tham gia không có nhiều ở những cái giai đoạn mà điều chỉnh á, thì khi đó mình tham gia cũng rất là rủi ro. Đó là một số những cổ phiếu trong nhóm VN30. Bên cạnh đó thì còn có Hòa Phát. Hòa Phát là một cổ phiếu mà cũng rất là nhiều anh chị quan tâm. Hòa Phát, Nam Kim hay Hoa Sen thì đều được kỳ vọng là tốt ở trong năm 2021 bởi vì cái tăng trưởng chính của ngành thép. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đối với em Hòa Phát là một doanh nghiệp mà nó mang tính quốc dân rồi. Hầu như thì đa phần nhà đầu tư đều có những mã cổ phiếu như Hòa Phát ở trong tay. Thì đối với em thì về cái kết quả kinh doanh, về nền tảng doanh nghiệp thì Hòa Phát đều xứng đáng được sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, và nó cũng như là cái mức giá của nó hiện tại thì còn khá là rẻ so với việc định giá thông thường về tính chiết khấu cũng như là về những yếu tố dòng tiền. Nhưng mà ở đây nói với em Hòa Phát với một doanh nghiệp em rất là thích ở đây là thích về cái kết quả kinh doanh, về quy mô doanh nghiệp hay là về cái dự án của nó cho thấy được nó là một doanh nghiệp có tầm, có sức ảnh hưởng và cũng như là có sự lãnh đạo rất là tốt. Nên đó là lý do vì sao mà cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư và cổ phiếu này rất là nhiều, đặc biệt là trong giai đoạn mà dịch bệnh, sau khi mà cổ phiếu nó rơi rất là sâu về những cái vùng giá quanh là gì tầm giá 10, giá 12 thì khi đó một cổ phiếu Hòa Phát vẫn đang ở một cái mức giá rất là rẻ rồi, và sau đó cổ phiếu lên rất là nhanh, đi lên từ giá 12 hiện tại là giá 46, gần gấp 4 lần, hơi gần 4 lần từ đấy. Đó là một trong những cái mình lưu ý thêm. Rồi một số những cổ phiếu em đi qua cũng như là về thị trường nhà giúp anh chị mình có thêm góc nhìn, thì hy vọng là video đã giúp anh chị và cũng như là hỗ trợ anh chị mình trong cái quá trình đầu tư tốt hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng thì có thể kết bạn Zalo với em hay là gì chúng ta điền vào cái đường link, cái đường form ở bên dưới cái kênh YouTube, cái video để anh chị là gì sẽ có một cái bạn hỗ trợ chị mình để tham gia room khách hàng của em, để nhận được những khuyến nghị về điểm mua, điểm bán cổ phiếu hay là những nhận định chia sâu về thị trường. Rất là cảm ơn chị theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp. Chúc anh chị buổi tối tốt lành.